bà chính bà tuổi thọ như bây giờ này, công khai từ giờ bà tuổi xuất thì 33, họ tuổi thọ nó 32. Mà tên đầy đủ của bà là gì ạ? Là học à, tên là Liễu, Phạm Thị Liễu. Phạm Thị Liễu. Theo con được biết thì tên Liễu là tên mà con dành cho con nhà địa chủ thường đặt những tên hay. Con nhà địa chủ và bà cái này, bốn chị em Đoan là bà Nhẹ này, Đoan Trang là bà Bào này, Cúc là bà Khơ, Liễu là bà là đặt cho bốn cái tên mà giờ không gọi muốn quần muốn bà Đoan là đúng tên, còn bà Bào thì giờ này then, bà Khơ thì vẫn là Cúc, Đoan Trang Cúc Liễu là bốn người là ông đặt cho đây. Vậy là bà là con nhà địa chủ đúng không ạ? Ừ, địa chủ chung địa chủ hay là tiểu địa chủ ạ? Này địa chủ đủ giờ địa chủ đây đáng nhà ra hay không đáng địa chủ, địa chủ bốc nổi tiền công thì không có phát canh thu tôi thì mà không có nhiều quá gì lắm, thì gọi là con trai nhẫn thì học thì bố thì làm máy, mẹ thì đẻ 3 năm thôi dạ dày, xong rồi chỉ qua phải đi lính canh về, lính canh về cấy thì là chỉ một người làm là địa chỉ bóc nổi tiên công, chỉ có một người làm đi không phải không có nhiều vậy quá. Thì thưa bà là trong cái khoảng thời gian mà cải cách ruộng đất vào năm 1955 thì gia đình nhà bà cũng là một trong những gia đình mà bị làng xóm đấu tố, để bà có thể kể lại cái diễn biến của cái lúc đấy, cái khoảng thời gian diễn ra cũng sự việc khoảng thời gian trong những năm mà cái cách ruộng đất đấy, thì bà thì ra ngoài thôi, nhưng mà trong gia đình thì nắm tịch thu tiền, nhưng mà ruộng thì này không bắt phải cấy, ruộng thì bắt phải cây chủ phải cấy, trâu phải chăn, mà cấy xong ra đến mùa này là lấy thuế tiền, trong đó là đói, trong cái lúc cải cách ruộng đất đói chết 3 người, 2 em trai và 1 cháu, con trai tất đói đuổi ra ngoài, đuổi xuống cái nhà không ra ngoài, nhưng mà tại đây có 3 cái nhà đuổi mấy nhà dưới nhà xuống đấy thì là đói lắm, nhưng bà không về được, mà 2 cậu chết, đây là tháng 8, tháng 9 là 2 cái tháng nhiều, 2 cái cậu là 1 cậu giờ con thì bằng tuổi ông Vịnh, còn 1 cậu bé bằng tuổi ông Bồi, mà đã ở khăn quàng đỏ, đã đi cắm trại rồi tất cả rồi, ở đội ra bên cầu, thế mà nói quá chết 2 cậu, tháng 8, tháng 9, 2 người quay đấy. Cháu là con bác Cun đến nhà là tôi đóm đẻ cực kỳ, nên là rồi khát chữa rồi chết đấy, trong thời gian cải cách khổ lắm, thu hoạch hết, có cái gì lấy hết, nhà đi xuống cái nhà dưới ở, không còn có cái nhà ăn nữa, thì chết tiệt. Thời gian như bà thì không được về, và trong khi đó thì cái ông cán bộ con cán ông Thảo thì ông canh tiệt, không cho được liên quan gì, kể cả ông là liên quan đến con rể. Tức là lúc đấy là bà đã đi lấy chồng rồi, cán bộ là canh không cho về lại nhà bên ngoại. Vậy thì bà có nhớ gì hay là được nghe kể lại gì xung quanh những cái ngày tháng mà gia đình nhà ông ngoại bên nhà bà bị đấu tố không? Thì bà có thể kể trong khoảng thời gian đấy là bị đưa ra xét xử như thế nào? Không, bà chỉ lên để chủ qua 8 tháng. Quay như là mất 8 tháng thì là lấy hết rồi, không quản gì, chết đói rồi. Thế khi xong rồi là sửa sai của cho là mẹ thì đẻ dày, bố thì nằm máy, 2 anh nhớ đi học tiếng Nho, đi học cũng vẫn không học quản là không làm được, chỉ có thuê nhân công thì là họ cũng có số người, mà cũng có số người họ lên một chỗ, còn số người họ không tốt, họ bảo lúc giờ làm cho bà nè, bà cho ăn là ngon, không có cái gì bán, không có điều gì khác cả. Thì là chỉ 8 tháng là chung với những khổ lắm, nhưng mà đói, nhưng mà họ cũng tố và truy tố quả sân gạch này á, mà kẻ luôn kẻ sân gạch này mà đã gạch thì quỳ xuống đây thì không quỳ, còn để 2 phần gạch nữa nong trong nên quỳ xuống đây là bà đi. Tôi là ông cũng chết sớm, ông là bị đi tù, ông là hồi là sát thịt nó nên
hạ chợ Lộc thì trong đó có ông ngồi ở chợ đấy, tên là nó bạn ông đi tù. Bà có thể nói cụ thể xã thị là ai không ạ? Xã thị là giờ nó chết hết, hay nó vào tức là xã thị là một thôn ở gần đây và một cái nhà thờ thì một cái xóm xã thị thì không phải là gì, một cái nhà thờ đạo cũng trên gọi là cái nhà thờ đạo ấy thôi. Là bao gồm là quân thực dân đấy ạ. Ừ, quân đấy là quân đạo, quân đạo, quân đạo thì cây nó thiết kế cho đầy đủ lắm. À, bắt ông đi và giam ông vào tù và ông chết trong tù. Không, bắt ông rồi là bắt ông một thời gian trong nó thả ra đến khi nó càn tất cả nhân dân ta lại để là nó không cho đàn ông ở nhà sản xuất ra nó gạo đánh nó. Ông sản xuất nước gạo với ở nhà đêm hôm cái đối là nó càn hết, nó càn hết cái số đàn ông ở cái thôn này đi, vận độc đàn bà nó càn đi để giam vào Thái Bình. Cái căng Thái Bình ông hàm được tất cả bạn ông như thế là về sau nó vây nó bắt thì là ba bố quan một cái chảo cũng vẫn với ông ấy. Uống ba bố quan trời mưa cứ xin thạch đầu cứ lúng lúng này trong đi trong này khắp đồ trong nhà nó bắt đầu cho đi tù đi. Nên Thái Bình thì cả tất cả ông phiếm ông hàm bác phúc trước là bố như vậy rồi tù hết qua con người nào đông nhà thế là bỏ cái chân căng ở Thái Bình đi. Cái bãi mà người ra vào nhiều quá trong cái mưa mà cái này nên bùn lên đến đây, bùn đây mà bảo phải gạt bùn ra xong rồi nhặt gạch xếp đấy, xong rồi mới có được xin được manh chiếu hay là bao bì gì đấy giải nên nằm trong người là bọ nó bò ra cơ mà nó đông người quá trong nó này trong người dân nó chỉ cho nằm vậy thôi. Đời nào nó đã có chạy mới càn lên thế là cứ gạt bùn ra xong xếp bạch vào xong rồi là nằm tất cả ai cũng vậy. Thế là ông bị chết, ông về nhà ông mới chết. Ông chết thì vâng. Trong khi ông chết thì là tây nó vây thì là chạy tiệt, niệm ông vào ván rồi chạy tiệt thì còn một ông bác rể là bố ông trùm đấy, bố ông dâu vậy. Vậy là trong cái khoảng thời gian mà gia đình nhà bà bị đấu tố thì chỉ còn mình cụ là cụ bà còn ở lại còn chịu tội. Vậy thì các anh của bà, anh em trong gia đình thì sao? Anh em thì ông vẫn thì phụ nông thì nó cũng cho ra ngoài ở, nó không cho liên quan đến bố mẹ, chỉ có ông Quân người dưỡng, ông Quân khổ đói. Ông ấy, ông vậy là ngoài cụ bà ra thì là có ông Quân là anh của bà, hai vợ chồng là bị đưa ra đấu tố. Không, Quân không bị nhưng mà nó coi chẳng ra gì, đấu tố bà thôi. Con chữa bị gì nhưng mà ông Uông này, ông Uông này khổ lắm, đói chết con chết. Vậy mà những người mà đấu tố gia đình nhà bà thì là những người đấu tố gia đình nhà bà thì họ quy vào cái tội gì, họ đấu tố vì tội gì? Đấu tố tội là địa chủ, chỉ gọi là địa chủ thôi, nhưng mà cái địa chủ này không phải địa chủ gia đáp, không phải gì. Trước đây thì ông thì có làm có hội gì đấy, tao có thấy có làm cái gì trước cái mạng làm cái gì mà thuế cái gì, tao thấy có nhiều những cái như là cái quan người tính ấy. Có cái bản đây thì ông có làm được vậy thôi, chỉ cần không bóc lột mà không bắt canh chúng tôi quá đói. Một nhà 13 người chứ 11 người con, hai vợ chồng, 13 người. Mặc dù là gia đình địa chủ nhưng mà cũng có tinh thần cách mạng, tinh thần dân tộc và cũng đóng góp rất nhiều cho cách mạng và gia đình cũng đói khổ. Vậy tại sao cuối cùng người ta vẫn đấu tố gia đình nhà mình? Bây giờ nó vậy về sau phải sửa sai. Đến ông Duyệt mà bố bà Mẫn này đang họp kiến an cán bộ của nhà nước gọi về bắt luôn. Đấy lúc bây giờ nó sai chỗ vậy. Thế về sau ấy sửa sai xuống thì là nhiều thành phần không đáng. Còn cái địa chủ mà ruộng nước nhiều, thế là như ông Nguyễn này thì hoảng. Chuồn đi mất. Còn ông nhà này thì chết rồi, không trong khi đó là ông thời gian đó ông không phải bị truy tố gì cả. Nhưng mà riêng quần bà thì là cái thời gian đấy thì nói chung là sai hết. Thế cuối cùng quyết định của tòa án là như thế nào?
không. Phạt gia đình nhà bà như thế nào? Không phạt thêm gì. Nhưng mà cũng bị đưa ra đấu tố và bắt quỳ dưới dưới. Ờ, chỉ đây là cốt cán là nó cứ làm như vậy. Lúc bây giờ thì là quay cho là những người khổ chủ đấy nhá, chỉ muốn được nhiều cái quả thực lấy của địch chủ ra chia cho đấy là một. Thứ hai nữa là có công với những cái thằng những người nó về nó cán bộ cái cách đấy thì nên ai mà quá khổ nó khổ một lên, nhưng mà quá khổ thì ít đi nói nhiều đấy thì này đấy. Rồi không bị truy tố gì mà không phạt cái gì cả, chỉ phạt một tội là lấy tiền trộm đất mà để cho chết đói thôi, rồi sau xuống thành phần là thôi. Vâng, vậy thưa bà, là rồi sau đó thì bên khi sửa sai đấy thì chính quyền nhà nước có đền bù gì về tinh thần lẫn vật chất không? Có bộ có trả lại danh dự cho gia đình nhà mình không? Chẳng, chỉ liên qua ông bố chỉ mất bố nhà mất sai quá thì ông là cách mạng mà ông vẫn bị sau đền cho quan ông được đi học, quay như là ông là không phải là cái mà đền bù về ông. Nhưng còn cái ông khung này thì chủ như mà ông cũng hy sinh cho cách mạng ở trong hầm, nó bắt trong hầm với quan thì trong cản chết đấy mà không thấy có đền bù cái gì tí nào. Còn thì chủ ác không phải ác nhưng mà thì chủ nhiều quá hơn đấy, mà này bị cách mạng à bị thăng cải cách làm nhục hình như vậy. Cái bà khung đấy, vợ ông khung mà ông giờ ông chết trong hầm này, nó bắt ông chết trong hầm, hai người ở trong hầm tay nó sụp, nó thấy ở trong hầm xong nó quốc ra, nó thò xuống bắn chết ông khung. Khung bố mà mất đây này, ở trong nhà bà ngạc ở đây này cũng mất đấy. Thế còn một người nữa là ông thống ở cái ngách này thì nó bắt thứ nghi chẳng hạn như là trương cái anh này chui xuống xem quật thằng nào nữa thì như là nó chui xuống ông thống ôm với nó lên có một thằng trên đồi nào biết không trên đồi nào ông thống một chút đấy. Mà cái người sau này ông thống phải ơn mãi làm gì ở phòng đấy thì là vậy mà cũng chẳng nên còn vợ con như thế là 8 người con gái bây giờ nó người nào cũng có công việc nhà nước đấy, thế mà tịch thu bả thế này mà chẳng nên mùi gì đâu. Vào tịch thu bả thì ta đang ăn cơm cái nồi thổi cơm toàn rau thôi, giữa thì cơm là giữa cái vật gạo là nè những đứa bé nó không ăn, nó không có do tấp cơm má cái đường nước mà nên cho nó ăn thì nó sinh cái con thì chăng chăng còn cháy là đỏ. Những người tịch thu nó vào ra vào theo mẹ mua xung quanh nồi đồng rau mua một cơm là bán một cái nồi thì chỉ có rau thì gạo giữa rồi, thế mà về sau không còn cái gì nữa phải đỏ nồi nước đáy mới mua được cái nồi trên nước đáy đỏ nồi đáy đánh đi thì nướng cháo ăn đấy. Thế mà gia đình đi chủ cách mạng đấy thế mà chẳng có đền bù nữa là như bà chẳng có cái gì. Nhiều người thấy thế này và nói cháu đi nhà bác Hàm để chủ, nhà bà Áp là ông chú giáo địa chủ, ông giáo địa chủ muốn ông biểu muốn bố bà hẹn giờ đấy là ông địa chủ đi quần này ông thiệp ông địa chủ tận đứng lấy nhà địa chủ, nhưng mà tân địa chủ thì ông biểu bảo không đáng địa chủ chỉ sai lầm một cái đứa đấy thôi, chứ nếu mà địa chủ bóc lột lên công thì không có cái gì cả. Như cái địa chủ mà những người trước đây là việc cho pháp mà ác đấy cơ, hay này chẳng hạn là giàu có mà lại không hách đấy cơ, thì nhưng mà không phải quan tâm đến chủ trì có thi ruộng này một lương nhiều thì vẫn cười với đi cũng có một số mà không được bằng lắm rồi nè. Thế này đây thì những người mà bà muộn nhân công đấy thì họ bà bảo họ đến tối thì họ bảo nào tôi làm bà cho ăn rồi bà còn cho cơm nó về chúng tôi không nợ tốt. Thế bà thì nó bà rộng đấy nhá, bà bảo ra chợ thì đi này quay chết thì bà mình chết thế nào bà đi tay bà đập cái này bà ai quen nhà mày trước bà nằm mướn thì bà nhà này cho bà nhiều thứ đồ cơm nước quần áo thế là đập tay này mà kỳ tình đập vào tay bà này cái tao quen thì nhà mày nhưng mà trong tay có tiền thế này thời gian
quân thì chúng ta bảo người làm như vậy rồi cho những người đấy cũng làm mất đàn bà cho cao khô ăn đồng đàn ông cho thóc nào mà cái ông trộm này thì quân mông bắc này nói lắm như tất cả quần áo có cái gì phải nuôi nuôi cái ông bố dâu giờ đây này phải nuôi ông nói lắm. Mặc dù bị kết tội oan như vậy và cũng không có bồi thường, cũng không có bồi thường gì vậy thì bà, cá nhân bà và cả gia đình nhà mình có thù oán gì không chính quyền không? Tại sao lại lại không? Chú bảo rằng cái thời đại nó như vậy, ai như vậy không nhiều lắm thì chú nàng là nhiều, ông Quỳnh, ông Tân rồi nhà bà bên đây thì ông Thiệp, ông Út, ông Giáo. Từng đấy năm anh em chỉ có một ông Liễu là không được. Thế còn chú này ông Lứa, ông Yêm dưới này, ông Bản, ông Nham, ông Hậu, rất nhiều đệ chủ. Vâng, tất cả mọi người có ai không, thủ không án? Không, ai thủ án. Không, về sau có cái lúc mà sửa sai thì có một số ông Thạnh đấy thì chú vô quan ông có tố, tố gia đình ông nhiều. Ông Săn, Săn, Duy Săn là người tố nói điêu nhiều đấy, Săn đấy mà tách mà con nóng ấm mà chị nhổ và hét ở đây này bảo là chất dao và chất lưng có đi rạch mồm những người nói điêu mà vậy nhưng chẳng làm gì được ai có chính quyền không làm sao vậy. Tại tại sao lại không có thù oán gì chính quyền? Không thì nó người ta nói thời đại như vậy mà ai cũng vậy rồi thì thù oán làm gì, không thù oán nhưng mà riêng bà không thù oán mà bà bảo là Tiến đấy, ông Tiến vĩ giờ mà ông mới chết đấy. Bà bảo là ông muốn khám có mình giao con rồi tôi thế mà xuống bà xuống thành phần thời gian mấy tháng biết thì bà xuống thành phần rồi ốm vào bà nhà bột sắn vào mua bột sắn để chữa bệnh bà cho bà không đấy tôi không oán thù gì bà không oán thù gì ai đâu chẳng oán thù gì. Vâng. Thời đại nói vậy bên đó đấy là không phải là họ có mưu gì họ chỉ là bây giờ là thu hoạch thì thu về chủ nó nhiều đồ lắm và hội có những cái chú ông đem đấy ở nhà bà hội vâng vậy thì mặc dù cái vụ đấu tố như vậy sai sót nhiều nhưng có đem lại được lợi ích gì không, có đem lại kết quả gì tốt không, chẳng hạn như là những người dân nghèo được ruộng hay là lấy hết ruộng ra, lấy ruộng ra chia lúc bây giờ người nghèo làm gì có ruộng, thế là bắt đầu lấy của địa chủ cái này đánh giai cấp địa chủ cái này mà bắt đầu thu thuế thì thu một lần xong đánh thuế lần thứ hai. Đánh thuế hai lần tức là đánh gục giai cấp địa chủ để mới lấy được ruộng ra. Phải làm gắng vậy với đấu tranh được giai cấp địa chủ. Thế là đánh thuế một lần. Đấy như nhà bà Khơ đấy, ông Quỳnh đấy. Đấy chúng mày nên đánh ngắt. Đánh thuế một lần xong đánh thuế lần thứ hai. Xong bắt đầu là lúc giờ là ruộng đất hoàn trong tay địa chủ. Vẫn còn phải cấy cày này. Cấy cày đến lúc một thuế là phải 100% rồi. Cứ lấy sạch ông Quân mấy lần mất đi là họ lấy tiền thóc mất đi về sau ông làm này mà cái nhà danh tước cứ lập lạ đấy nhá thì cái mé mà cái bên trong nó sủ xuống mặt trong mặt bên trong thì cứ rạ rai đi tuốt sạch đi xong đặt một lượt như là giờ ta giải giấy bóng dùng cho nó khỏi sủ cái rạ nột cái nọ cái ra đặt nấm lúa cái bông lúa vào cái chỗ đấy ông ngập bên ngoài ông để sau họ thu tiền thì kiếm lại đuối mà thế là ông ấy cái đôi đồng ông lột cái rạ bên ngoài ra bên trong có cái chút thì ra tức nhà cho nó khỏi chút mặt đặt cái đấy ông ngập ông cứu được ông nhớ được ông ngập còn có cái câu thì còn chứ chẳng có cái gì xác thị nó hết rồi thì riêng nhà bà là thì chú không quản cái gì còn những tiền đường này còn chuông vải và hội có ông hà ông tiền thì gạch mấy bộ tiền là hội vâng vậy chia hết cho những người nghèo tức là mặc dù có nhiều sai phạm nhưng mà số của cải thu về đã chia một cách công bằng đúng không chia công bằng chia nhất là ông Đặng
Dũng những này là những người nào cố nông mà khổ nhất thì là chia cho nhiều. Mà họ đã báo cái gì là không ai báo được. Ví dụ như lúc bây giờ là có những cái quan trọng hơn, xoong nồi hay cái gì, nhà cửa, kể cả nhà cửa, thì ông Đặng là một anh em Dũng, ông Long đấy là đã báo được không ai báo được. Riêng ông Đặng báo được nguyên cái gia đình nhà bà Liên bây giờ chỗ nhà bà Long ở đấy, nguyên cái gia đình nhà của ông Đặng cối xay chảy máy rồi đầy đủ, nguyên một cái gia đình người ta đang sinh hoạt này là của người ta ra là ông Đặng rất. Thế còn nhà ông Dũng được cái nhà thờ to như cái đình đây này, sau nhà bà đây này, nhà thờ ông Dũng này, ông Dũng với nhà bà chính là những người khổ nhất đấy, thì được cái nhà thờ to cột ôm này như đình dưới đấy, đấy là họ báo là họ được. Còn thì người bình thường này thì người thì cái chung với vài người thì bệnh, người thì chia cho nông dân. Quan trọng nhất là có đất để sản xuất, đất nông nghiệp. Cứ đợi là trong cải cách này là bắt đầu chia đều cho đầu người, mỗi người là 4-6 năm. 4-6 năm là một người. Một gia đình. Một gia đình là 4-6 năm ruộng. Mỗi người 4-6 năm sau cải cách thì sẽ sai là lấy ruộng thì chú ra của đầu mối thì nhiều năm. Từ đây chúng đầm dẹ chủ giữa là không giữ không nghiêm không cung toàn ruộng của họ thôi. Mình đầu đi nhờ đấy. Tiền ra thì là họ đuổi ra rồi, nhà họ tịch thu rồi là ruộng họ nấy hết, theo bò là họ nấy hết. Thế là rồi bắt đầu chia cho nông dân mỗi người 4-6 năm, ai cũng vậy.